Chào anh em, hôm nay giới thiệu với anh em con mấy con ha. Theo nó là có cái thùng với lại mớ mũi con ha. Đây mũi con gỗ lớn nè. Đây mấy ly, đây mớ mũi con nè. Hộp con nè, đây mớ mũi con bãi nè. Đây máy đây ha. Con này có hình khá đẹp như mới luôn. Con số đây nè. Mai ta nè, HB2032 nha. Này mua khôn tối đa là 20mm nè, điện 100V nè. Đó, công suất là 720W nè. Con này nó có số nha, nên cho nó dùm tua nó từ 850 tới 2.900 nè. Tới 9.000 rồi tới 32.000 nha. Sản xuất tại Nhật. Đây này, con này có khôn sắt nè, khôn tường nè, hai chức năng và hai số nhanh chậm. Em test máy cho anh em xem luôn. Con này có nhanh chậm theo công tắc luôn ha. Con sắt nè, con tường ha, đảo chiều đầy đủ. Hôm nay nó căng như vậy ha.